phải uống chút xíu thôi, nhưng mà có bà xã ở nhà thì cũng về sớm chút. Còn em gọi thì phải chờ anh vào ba ra bảy cái mới được gì. Đó, cái vậy không được nha. Mỗi lần em gọi phải chào nha, bảy là anh không có chịu đâu đó, không có được á. Mà tập em nói chuyện vậy chứ không phải em điệu, tại cái tiếng của em nó vậy á. Trời xanh nó cái giọng mình vậy mà, không có gì đâu, bình thường. Biết nuôi heo không? Dạ biết chị. Tắm dạ. Tắm heo. Dạ biết, tắm ảnh cũng được. Trời ơi. Dạ đi nhậu xỉn thì em tắm luôn. Em tắm như tắm heo vậy đó. Cái này cũng được. Dạ dạ. Em thích. Gì mà cười ở dưới cũng cười vậy. Đi gọn gàng quá vậy. Tên gì? Em tên là Trần Thanh Tú. Em 28 tuổi. Em đang công tác tại huyện Thủ Thừa. Công tác gì em? Dạ phụ trách phó công an. Phó công an hả? Trời ơi. Công an hàng chi? Đi ra đi nghiêm dữ. Phó công an. Phó công an xã hả? Dạ. Sao hiền dữ vậy? Xã nào vậy bạn? Ngầu lên chứ. Tại tính em vậy quá anh Linh à. Tính vậy đó hả? Xã nào bạn ơi? Ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. À Long An, lên đây tham gia chương trình rồi về lại Long An. Dạ. À rồi, để hỏi bạn nữ cái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh chào em, chào anh Quyền Linh và em chào các bạn khán giả. Chào bạn. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Mỹ An, quê em ở Gò Công, Tiền Giang. Hiện tại em đang làm kế toán cho công ty lắp đặt và thiết kế phòng game. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 26 tuổi chị. 26. Ủa vậy là Gò Công, Tiền Giang cũng gần Long An đúng không anh Linh? Sát bên. Có nghĩa là em cũng làm việc ở dưới. Nhanh lắm. Dạ, em làm việc ở Sài Gòn chị. À, làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Sở thích của mình là gì? Dạ, sở thích của em là thích nấu ăn, mà được cái nấu ăn không có ngon. Nhận với em thích giống như là chăm sóc người khác vậy đó. Nhất là trẻ em. Em thích coi phim Hồng Kông lắm chị. Em thích cảnh sát Hồng Kông. Công an Việt Nam cũng giống như cảnh sát Hồng Kông vậy đó. Dữ lắm à. Không có, em thấy em đi mấy lần em chứng giấy tờ công an hay la em đồng lắm. Đồng chí công an xã bên đây đẹp trai vô cùng luôn. Bé dễ thương. Nói công an hay la em lắm kìa. Ủa em làm gì mà bị công an la? Dạ, đi chứng giấy tờ, chứng nhiều quá bị la. Trời ơi. Dễ thương quá. Không có đi công đi đây phó công an xã rồi. Xưa giờ em có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình này chị. Quen anh đó một thời gian mới biết là anh đó ly dị vợ mà có hai con nhỏ. Vậy thôi, không chịu. Dạ không phải không chịu, mà là em rất là thương hai đứa nó. Rồi quen dần dần từ từ em thấy giống như là người ta thương con người ta hơn, mình không có cái gì hết á. Em không đòi hỏi gì, em chỉ cần quan tâm em một chút xíu thôi. Quen một thời gian thì ảnh nói là ảnh không muốn bước tới nữa. Tại vì sợ sau này con anh, con em, con chúng ta tùm lum tùm la. 4 năm rồi chị. 4 năm nay là không có mối tình nào? Dạ cũng có, nhưng mà mấy ảnh thì sao á. Sao là sao em? Thí dụ em đi nguyên tắc 4-9 giờ em sẽ về. Xong rồi em nói em về, thôi giờ đi ăn với anh đi, thôi giờ đi uống cà phê nữa đi. Em nói dạ không, đừng có ép em vậy, thà em tự giác em đi. Anh công an nghe rõ nha, đi chơi 9 giờ 9 rưỡi thôi nha. Không, anh nghĩ anh công an này cũng rất là kỷ luật, không có gì lo đâu. Mình nói một chút xíu về tình sử của mình đi. Trước đây thì em cũng từng có vợ và đã ly hôn ngay được 2 năm. Lý do ly hôn thì do là em thì làm công việc của em ở địa phương, lâu lâu cũng về nhà thì từng về 3 ngày. Vợ thì lúc đó thì đang làm bên hướng dẫn viên du lịch, 2 tuần mới về 1 lần, mà về ngay ngày thứ 2 nên em về không được. Rồi cái lâu ngày cái sinh rồi hai đứa sinh ra cái mâu thuẫn, rồi cái dần dần cái mất dần tình cảm, rồi ly thân, rồi dẫn đến cái gì ly hôn. Rồi có con chưa em? Dạ em chưa có con. Bây giờ mình muốn tìm người phụ nữ như thế nào? Hiểu cái công việc của em, em thường đi đêm, đi từng đêm, hoặc là nhiều khi em đi học cả tuần nhưng mới về. Ráng ở nhà, giữ nhà giùm, đừng có đi đâu. Rồi biết quan tâm em khi em mệt, hơi nhậu nhiều á. Trời, nhậu nhiều hả? Tại vì em ở cấp xã thì phải thường xuyên xuống dân. Nên mà xuống dưới thì người ta rủ hơi nhiều. Rủ nhiều thì cứ uống, mà cứ uống về thì mệt. Nãy em nói ly hôn thì em cũng không ngại đúng không? Dạ. Anh này cũng được, cũng chưa may mắn, chưa có con nên không có con anh, con em gì hết. Dạ. Bây giờ trước mắt là thí dụ như đi về ảnh công an chắc anh cũng khó thay đổi chỗ làm. Em có đi về bên này làm dâu được không? Dạ được chứ chị, nếu ở dưới có công việc phù hợp với em thì em cũng sẵn. Rồi ở xã người ta thiếu gì công việc người ta bố trí cho. Chúng em về em làm trưởng công an. Rồi cái thứ nhất. Và cái thứ hai là về đó ảnh nhậu nhẹt nhiều hay đi đêm vậy đó, em có ý kiến gì em nói dạ, chuyện với ảnh không? Em cũng thích người đàn ông của em là phải biết nhậu. Đó thôi. Biết thôi nhưng mà đừng có nhậu nhiều quá. Em có nhậu không? Dạ không. Này ảnh biết ảnh nhiều chứ không có chút. Dạ nhiều thì em cải tạo từ từ, không sao đâu. Trời ơi, ta công an mà phải dùng từ bả cải tạo người ta luôn, trời. Em thích mỗi người đàn ông như thế nào? Nói chung thì không đẹp trai cũng được, nhưng mà phải cao hơn em xíu, mập tròn tròn, đừng có ốm hơn em quá. Chị Dương, chào các bạn. Mặt vậy mà anh nói nghiêm gì anh Linh? Mặt dễ thương gì mà nghiêm gì? Nếu mà được, bao lâu thì tiến tới hôn nhân được?
Dạ nếu mà được thì chắc năm sau chị. Có chuẩn bị gì chưa? Thì giờ có cái gì tiết lộ cho tôi nghe để mình làm sao mình phải hấp dẫn người ta, để mà người ta bỏ công ăn việc làm ở trên thành phố, người ta về người ta làm dâu mình. Thì nếu mà về công việc á thì là em có thể xin cho công việc là gần ở nhà, tại nhà cũng có gần nhà có khu công nghiệp. Rồi giờ về là ở đâu? Giờ là ở chung với ba mẹ. Ba mẹ cũng làm nông với lại là chăn nuôi heo á. Chăn thì heo thì ít. Nuôi heo. Nhưng mà phải phụ ba mẹ phần đó. Có thích bạn gái mập mập không? Dạ, chị thấy con này không? Con nói gì vậy, voi hả? Dạ, em thì thích bạn nữ thì nhỏ nhắn cũng được, hay là mỉm mỉm cũng được. Thì chủ yếu là quan tâm em là được. Không thích cái điểm gì á người phụ nữ? Điệu quá, hay đánh đá. Phụ nữ phải điệu mới đẹp chứ. Điệu quá mức, ví dụ đang nói cái eo quá, cái em khó chịu. Eo là sao? Ví dụ đang đứng dậy cái eo nhiên mà anh ơi này kia được cái kỳ. Nó làm điệu là, sao đâu? Anh ơi, tối nay đi cần phim anh ơi. Vậy đó không? Khỉ không? Dạ. Nổi da gà. Yên tâm. Chị tác vào coi chắc không được quá à. Sao vậy? Anh nói anh không thích gái điệu mà em nói chuyện hay nhão nhão như cơm nhão gì á. Em nói chuyện giọng nhão mà cái tướng em có dạ không, không tướng em mà ẻo cho đem dục luôn. Dễ thương mà, đâu có sao đâu. Anh kia rất là dễ tính. Anh dạ. Sống có kỷ luật, có nề nếp, có giờ giấc. Vấn đề tại vì đúng là đi về với dân thì mình phải uống chút xíu thôi. Nhưng mà có bà xã ở nhà thì cũng về sớm chút. Còn em gọi thì phải chờ anh vào ba ra bảy cái mới được gì. Đó, cái vậy không được nha. Mỗi lần em gọi phải chào nha, bảy là anh không có chịu không đó, không có được á. Mà tập em nói chuyện vậy chứ không phải em điệu, tại cái tiếng của em nó vậy á. Trời xanh nó cái giọng mình vậy mà, không có gì đâu bình thường. Biết nuôi heo không? Dạ, biết chị. Tắm dạ. Tắm heo? Dạ biết, tắm ảnh cũng được. Trời ơi. Dạ đi nhậu xỉn thì em tắm luôn. Em tắm như tắm heo vậy đó. Cái này cũng được. Dễ dàng. Không phải dễ thương. Mình mà. Có đi với người thân nào không em? Hôm nay mình dạ có được. Em đi với em gái. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Dạ thì theo cảm nhận của em thì em thấy anh này hiền, chững chạc, thật thà. Nhưng mà con gái thì em nghĩ là phải điệu đà với lại dịu dàng. Ảnh thì không thích điệu đà. Không, ảnh không thích dẹo đẹo thôi. Không đến nỗi nào đâu. Mà em nghĩ là cái đó là cái nét dễ thương của chị em. Rồi anh công an có người nào đi theo ủng hộ mình không? Dạ có người em làm chung cơ quan. Công an luôn hả? Dạ cũng công an. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và dạ. Chị Cát Tường. Nãy giờ ngồi đây cũng có quan sát cho bạn nữ thì thấy cũng có điểm hơi giống nhau. Bạn nữ ở đây biết nấu ăn, thì bạn Tú cũng biết nấu ăn, làm mồi cũng rất là ngon. Biết tắm heo nữa. Dạ. Theo em nghĩ thì tấm màn kéo lên á, bạn của em sẽ đồng ý. Nói chung là bạn nữ ở đây cũng rất là hiền lành và xinh. Nếu mà bạn bên kia rất là mũm mĩm, mấp mép. Bạn gặp bạn sẽ mê mà. Nào kéo màn lên, chúng ta sẽ có 2 phút để nói chuyện với nhau. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Anh thấy em sao? Thì cũng hơi xinh. Hơi thôi hả? Không hơi xinh thiệt. Dạ em thấy anh thì nhìn cũng cao, đẹp trai á, giống như diễn viên Phi Hồng Công. Nói chung thì nói không thích điệu thì không phải, như em gái nói thì đừng có quá mức thôi. Chứ còn... em nói quá mức đâu, em có cái chiêu dỗ ngọt người khác nữa đó. Cái đó là anh thích nhất. Ừ, anh ai giận chứ? Em dỗ à. Ai giờ mà dỗ ngọt cái là anh chịu. Cái vụ tắm anh giống tắm heo đó anh thấy sao? Anh chịu giống vậy không? Anh đi nhậu về em tắm anh giống như tắm heo vậy, anh chịu không? Thôi để anh tự tắm cho chắc ăn chứ tắm heo phải ra dội thịt nữa. Linh khoái làm sao đứng cười dữ. Không dễ thương mà. Nếu giờ mình hợp nhau thì em có thể là chừng nào tính tới không nhân? Ừ, thì quan trọng là do bên anh thôi. Anh hỏi cưới thì tất nhiên em phải chịu rồi. Vậy giờ anh hỏi là em chịu luôn hả? Em phải về em hỏi ba má em nữa. Tưởng đâu em chịu luôn. Nếu mà lỡ mà có gây nhau có bỏ gì dưới ở không? Không, em không có gây đâu. Bảo đảm với anh luôn. Mà em được có cái em giận dai lắm. Anh chịu được cái giận dai của em không? À thường mà, nếu mà giận dai thì thấy trong phim nó hung cái hết. Em không có hung. Ví dụ anh đi nhậu đúng không? Anh nhậu 10 lít đúng không? Em mua 30 lít vậy cho anh nhậu, nhậu hết vô đó em hết giận anh. Lấy anh thấy anh sao được không? Mấy cái đó về em bỏ rượu luôn á. Lấy độc thì độc. Dạ. Em thấy ảnh sao được không? Dạ em thấy anh cũng được, hiền dễ thương mà với lại công an nữa, nguyên tắc là em chịu. Tại vì em là sống nguyên tắc. Em đi chơi đúng 9 giờ là về nha anh đừng có nèo nèo thêm 5 phút nữa nha, em đi về liền luôn á. Vậy thôi vậy để anh đưa em về chứ đừng đi bộ, tội nghiệp anh. Thôi dễ thương ha. Dễ thương. Đưa về thì đưa em nó ok, đưa em tới đây thôi. Nhưng mà đừng có nhiều nhẹo là em không có thích.
đưa tới đây thôi là sao? Ví dụ hồi trước em cũng có quen một anh, cũng đưa em về, em nói đưa em tới hẻm em đi bộ vô được rồi, em sợ ba em la. Không được, anh phải đưa em vô nhà, em thấy vô nhà mới được, mà đứng nói hoài nó một tiếng đồng hồ luôn, em không thích vậy. Mà kỳ vậy, bây giờ người ta quen nhau, người ta tiến tới hôn nhân, người ta công an, người ta đàng hoàng, người ta tới nhà là người ta thật tình ta mới tới nhà chứ. Thì anh thì tới nhà được. Ờ. Anh kia không được hả? Dạ. Rồi, chúng ta để tay vào nút bấm. Rồi, suy nghĩ thật kỹ, quyết định xem chúng ta có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao bên đây lên đỏ rồi bên kia? Uống hồn. Sao bằng nam? Cảm giác em hết hồn. Hết hồn. Cảm giác em sao? Cảm giác em bình thường thôi chị. Nếu anh không bấm thì em cứ nghĩ là lên đây thì em biết thêm một người bạn thôi, không sao. Anh bấm nhiều lắm mà. Anh thấy tay rồi. Sao không kịp? Bây giờ mình nắm tay nhau một cái đi. Đâu? Rung quá vậy? Trời sao rung dữ vậy? Ai rung? Lần nhắc à? Dạ em chắc em tại em nhát quá. Nhát hả? Rồi, chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây, những chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian để tìm hiểu thêm và mong đón nhận tin vui của các bạn. Phá cặp này rồi nha. Dạ. Cặp dễ thương à. Công nhận bữa nay hai cặp đôi thật là dễ thương. Chúng ta vừa theo dõi hai cặp đôi, họ đã đồng ý nhấn nút hẹn hò với nhau. Chúng ta cầu chúc cho tất cả mọi điều hạnh phúc tốt đẹp nhất đối với hai cặp. Chúng ta tin rằng sẽ có thiệp mời. Và bây giờ thì chương trình xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.